Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Ông Bốn bất ngờ muốn kết hôn với bà Tám. Mời các bạn cùng xem tập 26, Có hẹn với yêu thương. Đây là phần bình luận và dự đoán mang tính chất giải trí, dựa trên những tình tiết đã xảy ra trong phim. Mọi góp ý của quý vị và các bạn sẽ là động lực để kênh cố gắng và hoàn thiện hơn. Ông Bốn, sau một thời gian dày vò với cuộc sống đầy khó khăn trên thành phố, đã gặp được niềm vui và sự giúp đỡ không ngờ từ bà Tám. Trong tình thế khó khăn, bà Tám đã là một thiên thần hộ mệnh cho hai tí con Vĩnh. Bà đã giúp đỡ hai tí con tìm được chỗ ở miễn phí tại một căn nhà trọ, cung cấp thức ăn cho ông Bốn và Vĩnh. Sự quan tâm và lòng nhân ái của bà Tám đã giúp gia đình ông Bốn có thể ổn định hơn trong cuộc sống khó khăn này. Từ lâu, bà Tám đã yêu mến ông Bốn và cảm thấy tiếc nuối khi ông Bốn bỏ quê lên thành phố mà không hề để lại một lời từ biệt hay liên lạc gì. Nhưng bây giờ, trong khoảnh khắc khó quên này, ông Bốn đã thấu hiểu giá trị của tình cảm mà bà Tám dành cho mình. Cảm ơn sự giúp đỡ, chăm sóc của bà Tám. Ông Bốn bắt đầu cảm nhận thêm những cảm xúc khác về bà. Sự yêu thương chân thành của bà Tám đã khiến ông Bốn tìm thấy sự ấm áp và an yên, và trong lòng ông bắt đầu nảy sinh một tình cảm đặc biệt với bà. Ông Bốn mời bà Tám đi một buổi hẹn hò lãng mạn. Tại đó, ông Bốn chuẩn bị sẵn những bất ngờ và lãng mạn. Ông bày tỏ những tình cảm chân thành của mình với bà Tám. Ông tỏ tình và thể hiện mong muốn được sống bên cạnh bà, chia sẻ cuộc sống cùng nhau. Sự chân thành và ngọt ngào của lời tỏ tình đã khiến bà Tám vô cùng ngỡ ngàng và rơi vào trạng thái cảm xúc khó mà diễn tả. Nhưng không chỉ có bà Tám đang trải qua những cảm xúc dâng trào. Vĩnh cũng cảm thấy bất ngờ và mơ hồ khi biết rằng ông Bốn đang hẹn hò và tỏ tình với bà Tám. Trái tim của Vĩnh trải qua một loạt cảm xúc, từ ngạc nhiên đến lo lắng về tương lai của bà Tám và tương lai gia đình của mình. Sau khi nghe về tình hình này, Vĩnh phải đối diện với quyết định quan trọng. Liệu anh có thể chấp nhận cho tía mình hẹn hò và cưới bà Tám? Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.